Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Tôi thay mặt cho ban giám đốc cũng như là anh chị em đang công tác tại Thượng Nguyên kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và thuận lợi trong mọi lĩnh vực. Như quý vị cũng biết là trong một cái nhà máy sản xuất đồ gỗ của chúng ta, hàng gia công gỗ solid hoặc là hàng xuất khẩu hoặc là chân sofa, tất cả những nói về sản xuất gỗ nói chung thì chúng ta không thể nào thiếu một cái máy bào, nhưng mà chúng ta nên chọn một cái máy bào như thế nào. Thì hôm nay Thượng Nguyên chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị biết là chúng ta máy bào bốn mặt cũng giống như là có những cái công năng và nó khác biệt như thế nào. Chỉ cần chúng ta có nhìn sơ qua thì quý vị cũng sẽ cảm nhận được. Mời quý vị, chúng ta có một cái máy với một model là GN6S23 với thương hiệu là Gojin, phải không ạ? Đó là một cái máy thoạt nhìn qua thì chúng ta lại thấy là cái phần mà bên ngoài to lớn. Quý vị cũng thấy là chúng ta có một cái phần này thì không có optional cái phần kỹ thuật số, nhưng chúng ta lại cũng có là cái tốc độ đưa phôi của chúng ta, đúng không nè? Ta sẽ kiểm chứng là máy này chúng ta sẽ chạy tối đa là bao nhiêu. Minimum của cái phần tốc độ này có nghĩa là thấp nhất của cái phần đưa phôi vẫn là 6 mét trên phút là chậm nhất nha quý vị. Sau đó chúng ta sẽ cho cái tốc độ này lên cao. Tốc độ này lên cao là maximum của chúng ta là 36 mét trên phút. Chúng ta tham khảo xem và khám phá xem bên trong cấu tạo máy nó như thế nào. Như quý vị thấy là cấu tạo bên trong của chúng ta so với lại cái máy công suất nặng này thì nhìn nó rất là đẹp. Mời quý vị xem, cũng là 6 trục nhưng mà mọi thứ nó có, cái máy này thì nó to hơn, kích thước nó to hơn, độ dày nó cao hơn và cái thước độ rộng nó cũng cao hơn. Và chúng ta có một cái mặt bàn là 270mm nè, nhưng cái phôi chúng ta đưa qua là khoảng 200mm. Và tất cả những cái vị trí này nếu mà chúng ta có optional cái đồng hồ kỹ thuật số thì chúng ta nó sẽ nằm ở vị trí này. Nhưng máy này không có optional kỹ thuật số cho nên những cái khoảng không này vẫn là để trống nha quý vị. Thì chúng ta sẽ chỉnh cơ, chúng ta chỉ cần quay cái tay quay này vào cái số để chúng ta cân chỉnh theo cái kích thước mà chúng ta có nhu cầu là được. Và như quý vị thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 trục cũng là vị trí giống như tương tự như vậy. Đó là sơ qua sự khác biệt công suất nặng và công suất nhẹ. Và bây giờ tôi sẽ mời hai anh kỹ sư của Thượng Nguyên để mà thao tác máy cho chúng ta xem coi là cái máy nó chất lượng ra như thế nào. Mời quý vị. Toàn thể anh chị em công tác tại Thượng Nguyên và cùng ban giám đốc Thượng Nguyên kính chúc quý vị nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.